Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để theo dõi chương trình Tâm tình nghệ sĩ cùng với Kim Phượng và nhà thơ Mây Ngàn. Từ nãy giờ Kim Phượng cũng muốn khai thác nhà thơ Mây Ngàn rất là nhiều, nhưng có vẻ thi sĩ vẫn còn khép kín, đã không có điều ra được nhiều quý vị ơi. Nhưng mà qua cái tập thơ Lãng Du của anh thì Kim Phượng thấy rất nhiều bài thơ được phổ thành nhạc, mà đa số là của nhạc sĩ Thế Luật. Và những cái nhạc sĩ mà phổ thành phổ những bài thơ của anh ấy, thì đa số là ở Houston hay là ở xa anh? Đa số thì ở xa Kim Phượng. Oh. Vâng, như là Châu Kỳ, ở ông đã qua đời rồi. Dạ. ở bên Việt Nam chứ. Có lẽ vì ảnh hưởng anh là cái người miền Trung Huế, cho nên đa số những cái bài thơ, bài nhạc của anh là nói về cái vẻ đẹp của Huế. Đúng rồi. Giống như cái bài Nhớ Huế anh viết mà Kim Phượng được hát rất là hay. Thưa anh, thì bao nhiêu nhạc sĩ phổ nhạc cho anh như thế này thì anh cảm thấy là, ý hồi nãy Kim Phượng muốn nói là cái người mà phổ nhạc anh là cái người nào anh ưng ý chứ? Tại vì cái bài đứa con mình đặt ra mà được chuyển qua thành một cái nhạc, rồi có nhiều khi có những cái người chuyển nhạc mà mình thấy thích, có nhiều khi chuyển nhạc mình cũng không có thích lắm, đúng không? Nhưng mà dạ. Thì anh ưng ý nhất là bài nào? Những nhạc sĩ mà phổ nhất á, mà ứng ý nhất á, thì mình có nhạc sĩ Thế Luật, Châu Kỳ. Yeah. Châu Kỳ là mới một đóa hồng, Thế Luật thì Nhớ Huế. Và khi mà phổ thành nhạc như thế này á, thì thường thường những ca sĩ mà trình bày những cái bài thơ được phổ nhạc của anh là do anh chọn hay là do cái người nhạc sĩ chọn? Thường thường thì do mình chọn lấy. Vâng, do mình chọn. Thưa anh, cái hoàn cảnh bây giờ cũng giống như ở Việt Nam có những cái chương trình như là Cá Chết Formosa này nọ, thì cũng có những nhà thơ của các cô giáo cũng đặt thơ thế này thế kia. Anh có nghĩ là anh cũng sẽ đặt một bài thơ nào để nói về Việt Nam mình trong cái thời bây giờ không? Vâng, ý tưởng của Phượng rất là hay, mà mấy ngàn đề nghị từ lâu rồi. Tuy nhiên chưa có những cái bài nào để mà đưa vào trong báo chí trên internet, nhưng mà Mây Ngàn cũng sẽ viết. Em thấy là anh nên viết ngay là tại vì chương trình bây giờ như nó đang nóng anh, thì khi mà anh mà viết một cái bài thơ rồi chắc chắn là sẽ có nhiều nhạc sĩ sẽ phổ nhạc, giống như cô giáo ở Việt Nam mà viết ra cái bài thơ là Việt Nam mình bây giờ ngộ lắm phải không anh? Vâng. Thì là biết bao nhiêu là nhạc sĩ phổ nhạc, thì em thấy là anh cũng nên cho ra ngay một bài, tại em thấy anh cũng hay viết về dòng thơ về quê hương. Vâng, cảm ơn Kim Phượng, đúng như vậy. Hiện tại này là anh có đang chuẩn bị sắp sửa ra một bài thơ nào mới không ạ? Vâng, Mấy Ngàn thì viết cũng rất nhiều. Bật mí cho khán giả biết đi. Những bài thơ mà Mấy Ngàn đang viết hôm nay đó thì cũng nói về tình quê hương và tình mà đồng môn trong những cái tuổi mà đã bỏng xế chiều tà, để nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xa xưa. Thế thì trong 1.000 cái bài thơ này có bài nào nói về tình yêu không anh? Trong những cái bài này có bài tình yêu cũng nhiều. Thí dụ? Thí dụ như bài Đêm Đông, bài Mơ Một Bóng Hồng. Vâng. Cái bài đó, bài Đêm Đông em nhớ hình như là có phổ nhạc. Vâng, bài có phổ. Phổ nhạc. Vâng. Ông bên Bóng Em Bên Sông. Bóng Em Trên Dòng Sông. Bên Dòng Sông là nhạc vâng, sĩ Hoàng Tường. Vâng, của Hoàng Tường. Dạ. Vâng. Trong cái cuốn Lãng Du này thì là nó phối hợp vừa thơ vừa văn vừa nhạc luôn. Đúng vậy. Thì thế thì ví dụ giờ Đồng Hương mà muốn có cái cuốn này thì phải làm sao anh? Vâng, Đồng Hương muốn có cuốn này thì xin gọi điện thoại cho Mây Ngàn. Mây Ngàn tặng. Vâng, chắc là gậy biếu hoặc là gọi cái phường chuyện giùm. Giống em ra CD nhạc em cũng tặng không à. Vâng. Nhưng mà đều cũng bù lại thì khán giả thương yêu. Vâng. Cũng bảo trợ cho mình để mình tiếp tục chương trình nữa. Và bây giờ thì anh có thể đôi lời thế nào anh tâm sự với khán giả đi. Mời gọi hoặc là anh nói một chút gì để cho Đồng Hương chúng ta biết về anh, cũng như là những cái tâm tư gì anh muốn gửi cho Đồng Hương của chúng ta, những người ái mộ dòng thơ của Mây Ngàn trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Vâng,
Thì lời đầu tiên thì cảm ơn Kim Phượng trước trong cái chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ do đài Apple TV 55.4 tổ chức. Thì với tâm tư và những cái mong ước của Mây Ngàn thì có thể thay mặt cho một số các bằng hữu trong văn thi hữu mà Mây Ngàn thường sinh hoạt, làm thế nào mong cái những dòng thơ, dòng nhạc và những tập truyện ngắn của các văn thi hữu sáng tác thì được sự đón nhận của đồng hương một cách nồng nhiệt. Vâng, những lời tâm tư rất là dễ thương. Kim Phượng cũng mong rằng sau cái cuộc nói chuyện hôm nay, anh phải quyết định ngay một cái đêm ra mắt những cái tác phẩm của anh. Và cái chương trình coi như là toàn là cái đêm đó là dành cho những dòng thơ, những dòng nhạc, cũng như là những truyện ngắn của nhà thơ Mây Ngàn sẽ được ra mắt cho khán giả đồng hương, những người mộ điệu về thơ văn được thưởng thức trong cái dịp hôm đó. Và chắc chắn là sẽ Kim Phượng sẽ ủng hộ anh hết mình, sẽ cố gắng hoặc là hát hoặc là một cái chương trình, một cái tiết mục nào đó trong chương trình của nhà thơ Mây Ngàn. Vâng, cảm ơn Kim Phượng với những cái lời xây dựng rất là quý hóa, và nhất là cảm ơn cái tấm lòng mà Kim Phượng đã đóng góp và giúp đỡ cho Mây Ngàn trong thời gian qua để truyền tải những dòng thơ phổ nhạc đến với quý khán thính giả của Houston nói riêng và của toàn quốc nói chung. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn nhà thơ Mây Ngàn đã dành thời gian quý báu đến đây để tâm tình nghệ sĩ cùng với Kim Phượng. Và kính thưa quý vị, trước tiên thì trước khi rời màn hình, Kim Phượng xin mời quý vị thưởng thức một đoạn nhạc mà được phổ thơ của nhà thơ Mây Ngàn, đó là ca khúc Nhớ Huế mà nhạc sĩ Thế Luật đã phổ thành nhạc, và Kim Phượng đã được vinh dự trình bày ca khúc này để mời quý vị thưởng thức một trong những tác phẩm của nhà thơ Mây Ngàn. Và bây giờ em xin mời anh có lời chào đến khán giả của đài Apple TV. Vâng, một lần nữa Mây Ngàn trân trọng kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đang theo dõi đài, và kính hẹn lại một cái dịp khác cũng mời quý vị đón nhận về cái đài Apple Dentist trong chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ do nghệ sĩ Kim Phượng tổ chức. Xin cảm ơn anh và xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ lần sau. Mình ta những lần chung bước.
xa vô tình gió thổi đôi ta áo bay kín che cặp kiến cộm dày nắng say quờ quàng đôi tay nó no